Nếu mà bác có tiền bác có chơi không? Chơi mạnh đúng không? Cháu nghe. Okay. Yes. Thank you. Kawasaki ZX-MR. Đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Thì giờ này Hà Phượng lạnh quá anh em ạ. Và đi ra đường một mình cũng chán. Và giờ hôm nay mình có hai thằng đệ anh em ạ. Đây, anh em nghe vừa nghe tiếng đúng không? Thì anh em hôm nay mình sẽ show cho anh em tiếp hai thằng đệ của mình. Đấy, đi ra ngoài à, đây. Đây chính là hai thằng đệ của mình nhá. Hôm nay mình sẽ cho nó đi ra ngoài anh em ạ. Con này với đúng không? Hôm nay con này sẽ là đi luôn. Được. Hảo án. Mày nhà. Đấy, hôm nay là cho một em đi, một em ở nhà. Đây thì hôm nay em này nhá, hôm nay đi vào đường hơi lạnh. Đấy, thành ra là mình sẽ phải rồi là mình sẽ mặc áo nó trước anh em nhá. Anh em cùng xem món mặc áo nhá. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, sau khi lắp mãi mới lắp được cả áo và bìm anh em ạ. Anh em trông nó cute không? Áo này là tính là cho đi chân Noel đấy, nhưng mà thôi hôm nay là cho đi trước. Đấy. Hôm nay là bạn phép đi trước cho thằng anh ở nhà. Về nhà nhá. Nhà nhá con nhá. Ui giời ơi. Cho thằng em đi trước này, thằng em này ngoan đi trước. Đấy, thì bây giờ cho em vào ba lô các bạn. Xách ba lô và đi. Ok anh em, thì giờ mình vừa lắp tay ra để chuẩn bị đưa đi thôi anh em ạ. Thì đây, đấy, sợ này, bây giờ bắt đầu sợ rồi đấy. Lần nãy nhà còn sung lắm. Người khỏe lắm. Đầu sợ rồi đấy. Sợ đấy, đấy, sợ không? Mèo à? Rồi đi nhá. Ok, rồi đi nào. Không biết là em nói ngồi sau như nào nhưng mà nói chung là cứ phải đi biết rồi các bạn. Sao đây nó có người không? Đó. Nó có người không? Không. Nó nó yêu à? We can start again, but
mình không cho nó đi từ bé thì khi mà giờ này mình ra mình muốn cho nó ra ngoài ấy rất là khó. Ui ui. Ôi trời ơi. Cái phần này nó đi kiểu gì đây? Ui giời. Kiểu đi kiểu gọi là không thích đi thẳng mà thích phải đi lăn lèo tí đúng không? Đấy. Đấy, họ không thích cái thẳng mà phải đi còn lăn tí. Mình sẽ dừng uống nước tí anh em nhá, tại vì mèo nó đi chưa nhiều ấy, chưa quen ấy, mình sẽ phải đi toàn đường nó ngắn thôi, không để đi dài được. Rồi cho nó ăn uống tí nghỉ ngơi nó bình tĩnh em ạ, không nó phát rồ nữa này, sau đó nó lại phá. Đứng xa xa tí mày, để sát này tí vậy, đánh nhau à? Đi ra căng thẳng quá, ông này ông tuột cáo này. Ông này ông tuột cáo này, trong này tuột cá bìm, tuột cáo này nhá. Để mặc áo cho nó nhá. Thật nóng từ. Lôi ra đi đi chơi là còn sướng hết gì nữa. Thế thì giờ ngoan không? Thấy không? Anh em ngoan không? Anh em muốn mà này đồng hành mình tiếp không? À bây giờ phải cho nó ăn xúc thưởng em ạ. Đây. Đây có quà, đây có quà. Con này có quà đây rồi. Cập về từ ra ngoài mấy con mèo khác là phát rồ, con lồng nó điên rồi đấy. Con này ngoan đấy, là quá ngoan luôn, đứa ngoan là một sinh, con nhỏ phải đẹp dai. Mình sẽ đi lượn tiếp nhé. Ok thì cho đi lượn tiếp anh em ạ. A few moments later. Em thương ông này. Đi tiếp nhé, đi làm vòng về nhá, em vòng nó quen nhá, về nhá, ngoan lắm. Đấy. Ok, giờ anh em mình lên đường nào. Lên đường. Búng lụa nào. Lượn đường cùng mèo. Mình phải công nhận mấy bạn nữ giỏi thật. Mùa giờ này, tiết này mà vẫn mọc được cụt đùi không? Cái thật là kinh khủng thật. Mình không thể hiểu sao mà các bạn nữ mọc được cụt đùi. Kinh điển. Anh chốt này. Anh ơi, các anh ơi, em chở mèo, các anh đừng nhìn em mà ánh mắt như thế. Cái lò mà nhìn thấy
có bạn chở đồ đi nhưng mà mình vẫn vui lòng không ạ. Bình thường là hơi buồn nhưng hôm nay có bạn mèo đấy ạ, cũng không buồn lắm. Cho em mèo thông em mới thông hầm phát anh em nhá. Cảm giác của em mèo tốc độ cao như nào, chứ tới là tôi đi kiểu đi từ ấy. Mình cũng chưa biết là em những ngồi sau như nào nhưng mà tí mình sẽ xem lại. Em Sơn vào mút nước mà mình ra đây mình ngồi ghế đá anh em ạ. Đấy, đây ngồi ghế tâm sự với mèo. Ok. Sắp về đến nhà rồi, ôi giời nằm. Anh em nằm này. Gì đây? Nằm này. Mấy anh em nhìn rõ không, nhưng mà đây cho anh em xem. Nằm kiểu tao chết trôi rồi. Đúng không? Đây. Nằm kiểu tao chết trôi rồi. Về nào rồi nhá. Đấy. Mèo à, ôi giời, mèo à. Khóc à. Anh em nhìn nó khóc này. Kiểu ra ngoài xong nó khóc lên này, nhìn này. Đấy, khóc rồi. Thấy rõ khóc rồi. Đấy. Thì nãy mình cho ăn đúng không? Không mãi không ăn đúng không? Xong rồi cuối cùng đơ ngại ông ăn hết sạch cái kia. Thằng chó. Mày lừa bố mày. Ác thật. Ông trùm giả vờ. Bác thích con nào hơn? Con này. Hai con đều màu trắng. Này hơn à? Nếu mà bác sẻ là bác, nếu mà bác có tiền bác có chơi không? Chơi mạnh đúng không? Được. Hảo án. Cháu cũng thế. Cháu nếu mà cháu mà tầm tuổi bác thì cháu chắc cũng cố chơi tiếp. À dạ. Bác ngồi thử lên. Ngồi được. Không phải đi, bác ngồi thử thôi. Chống chân không? To hơn này luôn. Nhắn như da em bé luôn đúng không ạ? Nhắn như mông em bé luôn. À. Đấy. 950 triệu. 950 triệu. Đúng rồi, nó xe hơn cả tỷ mà. Có xe đến 5 tỷ mà, có xe 5 tỷ mà. Đúng rồi, mua cả lô đất. Bán lô đất mua cháu để cắm số đói. Thôi cả đời chẳng mua cái bánh nữa khác. Thế bạn ấy, cháu mà tranh thủ chơi không? Sau này cháu bằng tuổi bác thì chắc cháu cũng cố cháu chơi tiếp. Cố cháu chơi tiếp. Đúng rồi, giờ có tiền cũng cho khi còn đánh thêm bác nhỉ? Ok, về nào. Cho về nào, chứ buồn ngủ lắm rồi anh em ạ. Cú cậu là cú cậu buồn ngủ lắm rồi đấy. Buồn ngủ thì thôi đi về, sau đi chơi tiếp vậy. Đấy, vụ này mà chơi Noel thì hơi đẳng cấp luôn đúng không anh em? Ok, giờ đi nào. Chờ về nhá. Này. Sợ. Về nhá. Tết 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 tết. Bля, вот как ты таких ездить, да? Kawasaki ZX-MR. Đây. Very good. Can I sit down? Hả? Sit down. Tuyệt vời. Anh Grab được không? Đây là anh Grab. Anh Grab đúng bài luôn. Ôi anh ơi. Ok, thank you. Ok. Yes, thank you. Ok, giờ chơi với anh xong đi về thôi.
Tôi về xong anh em ạ. Cái mày thì hơi hỏi hơi 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 xưng mắt lên trong này. Trời giờ về đấy, hẳn là anh vui rồi. Cái mày nóng anh em ạ. Các tí mình kể hào ấy. Ui giời ơi, chân không đi được. Cho ăn đấy, à, phần thưởng đấy, phần thưởng. Tưởng được không? Đây rồi, kéo, khô cung khó chịu. Kéo rồi là hào ăn luôn. Hào ăn đã. Thưởng, phần thưởng đấy, ăn đi. Phần thưởng không có ăn đâu. Bỏ con ơi, bye bye nè. Bố này không mãi không ăn. Rồi mấy em. Rất là trò anh em ạ, kiểu giống kiểu trẻ con đấy. Đồ chơi kiểu vứt một chỗ không chơi đâu. Nhưng mà có ai chơi cái là bắt đầu đãi cả lên. Từ chào anh em ạ, chào mọi người nhé nào. Chào bye bye nha. Chào nào, bye bye nha. Bye bye.